Kính chào quý vị, nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz là những người có tầm ảnh hưởng sâu rộng, đồng thời họ cũng là những người nhận được nhiều đặc quyền, đặc lợi từ tình yêu, sự mến mộ của khán giả. Với những ưu ái đặc biệt đó, nhiều nghệ sĩ đã không ngừng hoạt động nghệ thuật và mang đến những giá trị tốt đẹp cho đời. Tuy nhiên cũng có không ít những diễn viên ca sĩ, người mẫu lại vướng vào những vụ scandal, thậm chí là vi phạm pháp luật, sử dụng chất cấm và vướng vòng lao lý. Ngay sau đây mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại 3 bản án chấn động showbiz Việt trong năm 2023. Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh bị bắt vì diễn xiếc trên mô tô phân khối lớn. Chiều 19 tháng 10 năm 2023, thông tin người mẫu nữ hoàng nội y Ngọc Trinh, họ tên đầy đủ là Trần Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1989, thường trú tại phường Tân Hưng, quận 7, chỗ ở hiện nay tại phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và bắt bị can để tạm giam đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trinh vốn được nhiều người biết đến và hâm mộ bởi danh xưng nữ hoàng nội y với nhiều những bộ ảnh quảng cáo bikini nóng bỏng, sexy và những clip đi du lịch, check-in tại nhiều khách sạn, địa điểm sang chảnh trên thế giới. Ngọc Trinh cũng đồng thời sở hữu các tài khoản mạng xã hội với hàng triệu lượt theo dõi. Chính bởi vậy, việc nữ người mẫu bị khởi tố bắt tạm giam đã trở thành một trong những sự kiện chấn động giới showbiz Việt. Trinh bị bắt để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam khám xét chỗ ở đối với Trần Xuân Đông, sinh năm 1987, thường trú phường 3, quận 4, chỗ ở hiện nay là phường Bình Thạnh, quận 7, về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng. Trần Xuân Đông được xác định là đã cùng với Ngọc Trinh tổ chức thực hiện hành vi điều khiển mô tô biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức. Vụ án bắt nguồn từ việc đầu tháng 10 năm 2023 trên mạng xã hội đã lan truyền các video người mẫu Ngọc Trinh điều khiển chiếc mô tô hiệu Ducati trong tư thế tạo dáng nguy hiểm như là quỳ, nằm trên yên, đứng một bên xe, buông hai tay. Sau đó thì cô người mẫu này tiếp tục đăng hình ảnh bản thân bị thương do ngã xe khi biểu diễn xe mô tô Ducati lên trang cá nhân. Trước những hành vi nói trên của Ngọc Trinh, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thủ Đức và Công an phường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngọc Trinh về hai lỗi, căn cứ theo Nghị định 100 và Điều 59 Luật Giao thông Đường bộ với tổng số tiền phạt là 8,5 triệu đồng. Hai chiếc xe Ducati màu xanh và đỏ do Ngọc Trinh đứng tên và chạy biểu diễn cũng bị tạm giữ. Thời điểm đó, Ngọc Trinh thừa nhận đầu tháng 10 cô đã nhiều ngày tập lái mô tô phân khối lớn ở các tuyến đường vắng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm và khu công nghệ cao. Xét thấy hành vi của Ngọc Trinh đã gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, Ủy ban nhân dân phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức và Ban an toàn giao thông phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức đã có văn bản đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý Trần Thị Ngọc Trinh theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, Công an thành phố Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ trực thuộc Công an thành phố tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với hoạt động liên quan hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn, biểu diễn bằng những hành động nguy hiểm lưu thông trên tuyến đường thuộc thành phố Thủ Đức do Trần Thị Ngọc Trinh thực hiện, sau đó đăng tải lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xác định, mặc dù Trần Thị Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2, nhưng vào ngày 6 tháng 10, Ngọc Trinh đã cùng với Trần Xuân Đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 59A3-11588 nhãn hiệu BMW dung tích xi lanh 999 cm3, lưu thông biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gối trên yên xe, cho quay video, biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Vào khoảng đầu tháng 9 năm 2023, Trần Xuân Đông cũng đã cùng với Trần Thị Ngọc Trinh tổ chức tụ tập điều khiển xe mô tô Ninja lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, khu đô thị Thủ Thiêm, thuộc phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để xe tự chạy, cho quay video, biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Đáng chú ý, các lần biểu diễn xe mô tô nêu trên, Trần Thị Ngọc Trinh đều cho quay phim lại để biên tập và tự đăng lên các clip này lên tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội gồm tài khoản TikTok Ngọc Trinh 89, có 6,8 triệu người theo dõi, đã đăng tải 5 video có nội dung liên quan đến hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm. Vào ngày 24 và 28 tháng 9 năm 2023, mùng 2, mùng 6, mùng 8 tháng 10 năm 2023, tài khoản Facebook Trần Thị Ngọc Trinh có hơn 3,1 triệu người theo dõi cũng đăng tải các video nêu trên, thu hút hàng ngàn lượt tương tác và bình luận. Tài khoản fanpage Facebook Ngọc Trinh có 2,7 triệu lượt thích, 5,9 triệu người theo dõi, cũng đăng tải một video thể hiện Ngọc Trinh lái mô tô phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở chân. Sau đó, các video này đã lan truyền trên không gian mạng với tốc độ chóng mặt. Dư luận đã dấy lên làn sóng phản đối và lên án gay gắt hành vi của Ngọc Trinh. Xét thấy việc đăng tải phát tán nội dung các video clip của các tài khoản nêu trên có ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh, trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Đặc biệt đây là tài khoản mạng xã hội được hàng triệu người theo dõi đã vi phạm về quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại quyết định số 874 ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông cần được ngăn chặn xử lý kịp thời. Nên Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển thông tin tài liệu đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm rõ nguồn gốc xe mô tô mang biển kiểm soát 59A311588 mà Trần Xuân Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 122678 là giả. Qua đấu tranh, Trần Xuân Đông thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả, nhưng vì thấy xe mô tô mang biển kiểm soát số 59A311588 nhãn hiệu BMW có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về để sử dụng. Quá trình điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố cũng nhận thấy Trần Thị Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng với Trần Xuân Đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm, lưu thông biểu diễn trên tuyến đường đã được sử dụng công nghệ thuộc địa bàn phường Thủ Thiêm và phường Tăng Nhân Phú B, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời cho tổ chức quay phim biên tập lại rồi đăng các clip này lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn, gây tác động tiêu cực ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Ngoài ra, Trần Xuân Đông còn có hành vi mua xe mô tô phân khối lớn có giấy tờ giả để sử dụng. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được ngày 19 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra các quy định tố tụng như kể trên với Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông. Trong thời gian tới, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông và các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật. Đánh giá nhận định về vụ việc, các luật sư đều cho rằng trường hợp của Ngọc Trinh là bài học đắt giá cho những ai xem thường việc chấp hành luật giao thông cũng như sử dụng mạng xã hội. Việc xử lý hành vi của Ngọc Trinh bằng chế tài hình sự có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung để mọi người dân nhận thức đầy đủ hơn về pháp luật và điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp, nhất là ở nơi công cộng. Sử dụng chất cấm, diễn viên Hữu Tín nhận bản án 7 năm 6 tháng tù. Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Tòa án Nhân dân quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Tín, sinh năm 1987, được biết đến là diễn viên, danh hài với nghệ danh Hữu Tín, 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cũng liên quan đến vụ án, DJ Nguyễn Hoàng Phi sinh năm 1990 bị hội đồng xét xử tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là 13 năm 6 tháng tù. Theo cáo trạng, Trần Hữu Tín và bạn gái thuê căn hộ chung cư ở đường Tạ Quang Bửu, quận 8 từ tháng 11 năm 2021 và chung sống như vợ chồng. Tín có quen biết với Nguyễn Hoàng Phi và cho Phi sống cùng căn hộ. Khoảng 9 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2022, Công an phường 5 quận 8 tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ mà Tín đang thuê ở. Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng ngủ thứ nhất có 4 người, gồm Trần Hữu Tín, Trần Thanh Tâm, Nguyễn Hoàng Phi, Dương Thái Ngọc Huyền, sinh ngày 14 tháng 10 năm 2004. Trong phòng ngủ thứ hai có 2 người khác. Công an phát hiện trên nền nhà có một dĩa sành chứa tinh thể màu trắng và một bịch ni lông chứa một viên nén màu hồng và một bịch ni lông chứa 10 viên nén màu xanh dương, một tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng cuộn tròn và một thẻ nhựa, một đèn quay, một bàn DJ, một laptop, một cặp loa. công an thu giữ toàn bộ vật chứng, dẫn giải Tín, Phi và mời những người liên quan về trụ sở để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Hoàng Phi và Trần Hữu Tín. Phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận khối lượng ma túy thu giữ tại hiện trường là hơn 5 gam loại MDMA và hơn 0,8 loại ketamin. Tiến hành xét nghiệm chất ma túy xác định Trần Hữu Tín, Dương Thị Ngọc Huyền, Trần Thanh Tâm dương tính với chất ma túy. Tại tòa, bị cáo Hữu Tín khai đã lấy ma túy của Nguyễn Hoàng Phi để sử dụng, nguyên nhân xuất phát từ sự tò mò. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Hoàng Phi thì nói không biết chơi ma túy. Về số ma túy bị cáo có, Phi khai do một người đàn ông không rõ lai lịch nhét vô tay lúc đi chơi nên cầm về nhà. Theo hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của bị cáo Tín và Phi rất nguy hiểm cho xã hội, cần cách ly hai bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe. Các bị cáo phạm tội không hưởng lợi nên không áp dụng hình phạt bổ sung. Cả hai bị cáo Tín và Phi cùng có tình tiết giảm nhẹ do phạm tội lần đầu. Riêng bị cáo Tín có nhiều đóng góp cho xã hội, nhân thân tốt nên giảm nhẹ một phần hình phạt. Trước khi bị bắt và nhận mức án 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Hữu Tín là gương mặt quen thuộc trong các game show hài. Ngoài ra, anh còn tham gia đóng kịch ở sân khấu của nghệ sĩ Hồng Vân. Sau này thì anh và một số đồng nghiệp lập nhóm hài X Pro kiếm sống thêm. Và trong hành trình làm nghề thì Hữu Tín giành được rất nhiều thành tích như là quán quân Cười Xuyên Việt năm 2016, Tiếu Lâm Hội, quán quân nghệ sĩ đa tài 2017. Tuy nhiên, tương lai sự nghiệp của nam diễn viên hài đã vụt tắt chỉ sau một phút tò mò sử dụng chất cấm. Diễn viên phim Xin Hãy Tin Em bị bắt vì buôn bán chất cấm. Năm 1997, bộ phim Xin Hãy Tin Em lên sóng truyền hình quốc gia và đã trở thành một trong số những bộ phim kinh điển nhất về chủ đề đời sống sinh viên. Phim tập trung miêu tả cuộc sống, cá tính của cô sinh viên ngang tàng quậy phá có tên là Hoài Thacher. Thủ vai Hoài Thacher là nữ diễn viên Lệ Hằng. Năm đó thì Lệ Hằng chưa đầy 20 tuổi và là sinh viên năm nhất của trường sân khấu điện ảnh. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim Xin Hãy Tin Em và hình ảnh nhân vật Hoài Thacher vẫn in đậm trong trí nhớ của những khán giả yêu phim truyền hình Việt thuộc thế hệ 7X, 8X. Sau khi tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, Lệ Hằng trở thành diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, hạnh phúc và vinh quang của nghề diễn không giữ Lệ Hằng ở lại với sân khấu và màn ảnh nhỏ quá lâu. Chính Lệ Hằng cũng thừa nhận Hoài Thacher là một cái bóng quá lớn khiến cô không thể vượt qua được. Năm 2012, nữ quái nổi tiếng của màn ảnh nhỏ một thời tuyên bố giải nghệ. Kể từ đó, nữ diễn viên đã hoàn toàn mất tích khỏi showbiz Việt. Thậm chí, những đồng nghiệp cũ của Lệ Hằng ở Nhà hát Tuổi Trẻ cũng không rõ là nữ diễn viên đang ở đâu, làm gì. Chính bởi vậy, tháng 4 năm 2023, thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội, về tội mua bán trái phép chất ma túy đã khiến cho giới showbiz sửng sốt. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 10 tháng 3 năm 2023, tại trước số nhà 104 Khâm Thiên, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là hơn 0,6 gam ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, Bùi Thị Lệ Hằng đã khai nhận số ma túy trên mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách. Thưa quý vị, được yêu mến và được hưởng những đặc quyền từ lòng mến mộ của khán giả, nhưng điều đó không có nghĩa các nghệ sĩ là vùng cấm. Ba bản án dành cho các nghệ sĩ vi phạm pháp luật gây chấn động showbiz Việt trong năm 2024 mà chúng tôi vừa điểm lại đã cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật đối với các cá nhân vi phạm, dù người đó có là người nổi tiếng hay nghệ sĩ được đông đảo khán giả biết đến. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các nghệ sĩ Việt trong việc giữ gìn hình ảnh, đạo đức lối sống lành mạnh để xứng đáng với danh xưng người của công chúng, từ đó truyền cảm hứng tốt đẹp cho những khán giả yêu mến mình. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong ít phút vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại.